Đây, hôm nay đang lắp máy tấm phẳng Thái Dương Lan Sơn Hà 150 lít. Lắp theo dạng là không hơi nha quý vị và các bạn. Thì máy tấm phẳng Sơn Hà có hai dung tích 300 lít và 150 lít. 150 lít thì có một tấm phẳng thôi. Có tấm phẳng thì có diện tích là 1x2. Đó, về kỹ thuật thi công đường ống thì cũng khá là đơn giản, lắp đặt thì nhanh gọn, tại vì trí này lắp mặt sàn á. Đây chúng ta thấy nè, có pha nước lạnh, có van một chiều, đường nước lạnh cấp vô tấm phẳng. Bên này là tấm phẳng kết nối với bình bảo ôn, chịu áp ha, đường nước ra, có van khóa nữa nè, chìa T và đưa ra hệ thống đường ống. Ở đây chúng ta thấy là lắp theo dạng thông hơi, cho nên chúng ta sẽ lắp ống thông hơi ha. Tại ở công trình này không xài máy bơm mát. Nếu chúng ta xài bơm mát thì chúng ta phải gắn cái kia. Đó, máy Thái Dương Lan Sơn Hà Flat Gold, chữ áp, logo dập nổi chúng ta thấy nè. Bình Sơn Hà là có chữ logo dập nổi luôn, chữ Sơn Hà nha. Sơn Hà rất là chuẩn, rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy ti nó rất là dài luôn. Cái vị trí này nó hơi hừng hừng ấm, cái này nắng tí nữa nó nóng. Thì cho trong các cái dòng tấm phẳng chụp áp á, thì Sơn Hà thì giá hiện tại là tốt nhất, nhưng mà chất lượng thì khỏi phải bàn cãi, tại vì những cái sản phẩm của tập đoàn Sơn Hà đều được cam kết về chất lượng sản phẩm rõ ràng và có giá thành rẻ hơn, tất nhiên rẻ hơn so với các cái dòng sản phẩm nhập khẩu như là Ariston hay là Ferli. Thì nếu quý vị và các bạn cần tư vấn hay có thắc mắc, có câu hỏi nào, chúng ta có thể liên hệ đến hotline hoặc chúng ta comment ở phía bên dưới video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.